Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành có liên quan và thành phố Cẩm Phả rà soát hồ sơ pháp lý, quy trình thủ tục và các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tham mưu đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 11 năm 2023. Đây là dự án nằm trên khu đất cực kỳ đắc địa bởi ngay mặt biển và trên trục đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh, có 3,88 ha thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long. Ranh giới dự án tiếp giáp phần lớn là núi Đá Vôi, đầm và vịnh Bái Tử Long. Dự án có diện tích khoảng 31,8 ha với 451 căn biệt thự, quy mô dân số khoảng 2.524 người. Dự án đang làm đường công vụ cách đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả khoảng 500 m. Ngày 6 tháng 11, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp kiểm tra xác minh và yêu cầu chủ đầu tư triển khai ngay các giải pháp khắc phục, đồng thời tăng cường trách nhiệm bảo vệ diện tích rừng ngập mặn nằm tiếp giáp ranh giới của dự án trong quá trình thi công xây dựng.